Chào mừng quý game thủ đang đến với bản tin 60 giây của Phòng Mai Chiến ngày hôm nay. Thì chỉ còn 4 ngày nữa thôi, game Phòng Mai Chiến sẽ ra mắt. Không biết thì khi bắt đầu chơi một game mới thì Quân sẽ quan tâm đến hoạt động nào nhiều nhất ha? Theo như đúng lập trường của một game thủ á, thì Quân sẽ quan tâm tới những cái giống như là chiến trường nè, hoặc là săn boss. Và đó cũng là những thông tin trong bản tin của ngày hôm nay. Sau đây, Quân sẽ bật mí cho các bạn nghe những chiến trường đặc sắc trong Phòng Mai Chiến. Vạn Tiên Đại Hội, chiến trường đoạn đấu, đến phong chiến và minh chiến. Ngoài ra, phòng bài chiến còn có chiến trường liên server và cái chiến trường đặc biệt như là tiên vực đoạt thành, thánh thành tranh đoạt. Nhưng mà điều kiện tiên quyết ở đây á là toàn bộ server phải đồng lòng với nhau mới có cơ may giành chiến thắng ở từng trận lớn vậy. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy tải game để hòa mình vào cuộc chiến đầy khốc liệt này đi nào. Bản tin 60 giây sẽ trở lại với các bạn vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại. Tải ngay tại App Store và Google Play với từ khóa Phòng Mai Chiến VTC.